Thời tiết năm nay được đánh giá là khá cực đoan khi mùa hè đến muộn hơn, nhưng các đợt nắng nóng kéo dài và nền nhiệt cao. Trong khi đó, việc xuất hiện các đợt mưa lớn kèm theo sấm sét lại diễn ra sớm hơn và kèm theo cả lốc. Tính riêng từ cuối tháng 4 đến nay, điện lực thành phố đã phải xử lý 5 sự cố trên lưới điện do mưa lốc gây ảnh hưởng tới việc cung cấp điện cho gần 1.000 khách hàng trên toàn địa bàn. Trong cái ngày 29 tháng 4 vừa rồi thế và ngày mùng 6 tháng 5 thì chúng tôi là trên địa bàn thành phố Thái Nguyên này là có xảy ra mưa lốc, thì cũng cái việc sự cố mà khách quan do cái thời tiết cực đoan ấy thì cũng không thể là tránh khỏi. Chúng tôi cũng đã có phương án huy động nhân lực là nhanh nhất để đảm bảo cung cấp điện trở lại cho khách hàng. Hiện nay thành phố Thái Nguyên được cấp điện bởi 6 trạm biến áp 110 và 220 kV. Trên cơ sở xây dựng lưới điện thông minh đã xây dựng thêm các tuyến mạch vòng. Đặc biệt thời gian qua, tuyến cáp ngầm kết nối từ trạm 110 kV Đán đến khu vực ngã tư Lương Ngọc Quyến Bắc Sơn đã được hoàn thành. Hạng mục này sẽ góp phần chống quá tải cho các phường Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, Phan Đình Phùng. Nhiều xã phường khác cũng được thực hiện các biện pháp chống quá tải, sửa chữa đường dây trung hạ thế như Đồng Quang, Tích Lương, Trung Thành, Quang Vinh, Phú Xá, Sơn Cẩm. Chúng tôi đã đầu tư 11 trạm biến áp chống quá tải cho các cái trạm biến áp ở khu vực, thế để đảm bảo cái cung cấp điện. Thế mà chúng tôi cũng đã đầu tư được 6 cái hạng mục sửa chữa lớn và hơn 60 cái danh mục sửa chữa nhỏ, thì chúng tôi cũng đã có những cái triển khai để thực hiện. Cho nên là cái việc cung cấp điện trong cái mùa nắng nóng năm nay chúng tôi cũng hy vọng rằng là sẽ tốt hơn cái mùa nắng nóng của cái năm 2022 vừa rồi. Các công trình dự án đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng đã cải thiện rõ rệt về tình trạng kỹ thuật vận hành đối với lưới điện khu vực, nâng cao độ ổn định cung cấp điện cho các khách hàng trong phạm vi cung cấp điện. Điện lực Thái Nguyên cũng luôn quan tâm cung cấp điện cho công ty là luôn luôn là có cái tính ổn định, và cái chất lượng điện thì càng ngày càng được nâng lên. Là cái sự cố mà mất điện đột xuất hoặc là không có kế hoạch là nó rất hạn chế. Ngành điện nâng cấp cái dây để cho người dân dùng trong dịp hè này cho nó đỡ vất vả. Người dân chúng tôi thì là cũng đồng hành với lại ngành điện để sử dụng điện sao cho nó tiết kiệm. Tuy nhiên, bên cạnh sự nỗ lực của ngành điện, mỗi tổ chức cá nhân cũng cần có ý thức sử dụng các thiết bị điện. Vào các giờ cao điểm, cần tránh sử dụng cùng lúc quá nhiều thiết bị điện công suất cao, tắt các thiết bị điện khi không thật sự cần thiết. Các nhà máy, cơ sở sản xuất có mức tiêu thụ điện lớn nên hạn chế sản xuất trong giờ cao điểm.